PSG Tà Lộc nó sẽ win được Hang Gia Lai. Đó, Hang Gia Lai Sport đội, đội gọi là đội pool trên của họ thì họ sẽ chọn bên phía đội 1 thôi. Sejuani và Maokai sẽ lựa chọn nó ưu tiên hơn và nó hạn chế sức mạnh từ Junjia khi anh ta dùng rất là nhiều tại vòng khởi động rồi. Ba con tướng mà Pinus rất thích đánh là Sejuani, Maokai và Poppy. Ồ, PSG không ban Aurora đội 2 à? Ban Poppy à? Có Poppy để có bên phía Hang Gia Lai Sport là có Poppy 3 lane các bạn. Rồi phải ban thôi. Hang Gia Lai chủ động ban Aurora. Hang Gia Lai là đội đánh được cặp này thì Viper đánh Kai'Sa nó hợp lý luôn vẻ. First luôn con Yone luôn nhờ, nếu bây giờ không ban nhờ mấy cái ban Zeke không? Có ban ban Zeke của Viper không? Tôi nghĩ phải ban đấy. Tước đi những con tướng tủ. Không ban con Zeke của Viper thì cũng hơi phiền phiền đấy. Pinus thì không, hay là họ sẽ để lại cả Sejuani và Maokai để share cặp đôi này dành cho Zeke cùng với Pinus. Cảm ơn khán giả Đức Điền anh nói giúp em. Ra Hang Gia Lai có thể dành bảo là pu im dành cho Rumble của Doran cũng được. Bởi vì đây vẫn là một chất tướng mà cảm giác khi mà nó nằm trong tay các đội top trên. Cảm ơn Lò Văn Điền nhá. Coi như chưa bị nấc. Giai đoạn đầu tiên thì các bạn có thể né, các bạn không trao đổi nhiều đối phương nữa thì bạn chẳng sợ gì cả. Về sau lượng sát thương của bạn tăng tiến theo thời gian vẫn rất kinh khủng. Bàn lệp lăng đến từ bên phía Hang Gia Lai Sport xác định là sẽ first pick của Yone nếu được không ban. Yone rồi. Akali Yone. Nếu không ban, nếu các bạn không ban. Trước thì Maple nó dùng con lệp lăng đó đầu. Cảm ơn Trần Văn Thuận nhá. Quý ít lòng vòng gửi anh cốc cà phê đêm coi game, ok em nhé, cảm ơn Thuận. Thuận nhiều. Pháp sư khu vực đường giữa Ori cũng còn, Shinra cũng còn, Yone đang hở ra, Vi cũng còn nhìn trên phía của một trong hai bên để chờ xem là PSG họ sẽ muốn cấm cái gì đây. Bây giờ nếu như cấm Vi thì sẽ còn Sejuani và Maokai pua nhá. Sẽ đều cho hai bên luôn. Đó, hợp lý. Ban Vi ạ, mời. Tầm này tầm này mà Yone Seju vào đây thì nói chung là cũng hơi khó nói cho bên phía Hang Gia Lai, cho bên phía PSG nếu mà Hang Gia Lai họ pick sau tới Marble đánh Yone. Nếu mà bên phía của Hang Gia Lai pick 1 thì bên kia phải pick 1 đấy. 100% không cần phải nghĩ nhiều đâu các bạn. Con Yone này đúng là cái thế mà Hang Gia Lai sẽ first pick rồi. Tức là khu vực rừng mà không nghĩ là có cái lý do gì mà JK lại không đánh con Yone này luôn. Bên kia bắt buộc phải lấy Seju của Pinus thôi chứ còn không lấy thì xác định luôn. Đội hình nó chuyển sang là pháp sư ở khu vực rừng và chẳng có cái cặp nào lúc này mà cân bằng được cặp Yone Seju ấy. Tướng tủ của Aku hai power pick mà không thể để Rumble, mất. Nhưng mà anh ta dùng Rumble không lực lắm vào tay của đối phương trong một phây. Đúng rồi, đó là một cái tướng rất là mạnh tại phải lấy Seju thôi. Được đánh giá nhóm trên như thế này. Jack. Ồ phủ đầu à, nhưng mà bây giờ lấy một con Jack dành cho Achu để có thể bắt cặp với Sejuani. Đây là kế hoạch của họ là nhả Yone pick lấy một con Seju và thêm một con Jack thôi chứ còn gì nữa nhá, làm gì. Thực ra là Maokai và Rumble cũng được, hoặc là Maokai okay, Na. Ok pua nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái gì nhỉ? Amumu. Vậy thì bởi vì đường giữa của bạn là Yone. Bây giờ thấy thực ra là Pinus đánh Amumu đi rừng khá là nhiều, nhưng mà mình không nghĩ là nó là con bài mà họ sẽ dùng trong giải. Tại vì Maokai ở Maokai ok hơn. Lên full tăng thì bây giờ xem, bây giờ chọn Rumble thì vẫn là Maokai. Nào, ở kia. Zing à? Na thôi. Maokai Na căn bản hơn. Và phase sau thì bích Kai'Sa dành cho Viper nó là tròn bài. Thực ra giờ bot còn nhiều lắm anh em. Tính ra là từ nãy tới giờ mình vẽ cũng được. Mình bây giờ còn Jin dùng cái thứ nó phải ban á. Mình vẽ nguyên phase 1 vậy nó Hang Gia Lai là không trường một phát nào luôn. Ồ, mập bồ. Cái này hay nha. Cái này lại hay. Dám không? Hang Gia Lai sẽ không pick được con Alista nữa bởi vì con Sai Lát hơi mệt đó, Sai Lát hơi phiền. Akali thì có vẻ là ổn ổn đó. Đây. Akali chắc là dễ chơi hơn ha. Ok. Con Akali, cả hai bên đã chuẩn bị chốt con Akali thôi. Sai Lát thì hơi khó chơi đó. Yone được và đã dùng thành công rồi. Akali thì ok, Akali thì có cửa đánh với Yone nhé. Kèo kỹ năng, kèo rất kỹ năng luôn. Người chơi thật ra người ta dùng Yone trước khi Yone meta luôn kìa, chứ không phải là bây giờ nữa. Rồi, vấn đề cặp đôi khu vực giữa hai bên sẽ là như thế nào? Khi mà bắt đầu nhắm tới những cái vị tướng hỗ trợ sẽ là phần nhiều. Trước đó thì chỉ bị cắm Zeke, Bobby hỗ trợ cũng có. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là khả năng khá cao sẽ bị loại bỏ. Bên phía G thì họ cắm Ashe. Ban Ashe của Viper, ban thêm con Jin cánh dưới hay không? Vậy bởi vì Viper đã thể hiện. Ok pua nhá, good night pua nhá. Cảm ơn pua rất nhiều nhá. Lý do tại sao. Ngủ ngon nhá pua nhá. Của PSG phải cấm cái con này. Mai lại vào xem họ tiếp nhá. Hoàn toàn có thể pick con Jin ở đội 2 á, ở bởi vì bây giờ họ sẽ được bên pick trước. Và để Hang Gia Lai phải ban Jin, đúng là như vậy rồi. Hang Gia Lai bắt buộc phải ban Jin bởi họ không cướp được. Hang Gia Lai Sport bên phía đội 1 họ phải ban con Jin. Thế thì còn cái gì đường dưới này, còn Lucian Nami này bởi vì Jin sẽ có cái khả năng giao tranh rất là mạnh kết hợp. Cảm ơn pua nhá. Lucian Nami Ezreal cùng với Jin, thực ra là mình nghĩ là đội hình này của cả hai bên cái tuyến đầu của họ không cover được con Jin ấy. Cái pick Jin nó hơi mạo hiểm. Khi nào là phía tuyến đầu của cả hai bên đều chạm được vào Jin hết, bên nào pick Jin bên đấy xác định là cái tuyến sau của họ sẽ bị khoét, gọi là khoét nát luôn đó. Thực sự ổn lắm, có thể Petty sẽ lại ưu tiên con Miss Fortune.
anh ta cũng đánh Mitfortune tương đối là ổn. Mitfortune gặp Yone cũng hơi khó chơi à? Cặp đấu với cả 100 Fit thì có thể sẽ là ưu tiên đánh Mitfortune thôi. Và họ đang muốn ban Nautilus để tránh Kai'Sa Naughty. Real Mitfortune nhưng mà sẽ là pick Real trước để ngăn cản Delight có được quân bài này. Khả năng khá cao như vậy để xem. Kai'Sa thôi, Kai'Sa là con gọi là follow up cái tiến đầu của họ rất là nhanh luôn. Đây là một lựa chọn được coi là tranh chấp anh em nhé. Vì rõ ràng là xạ thủ lúc này còn lại không nhiều. Kalista win lane win game hay không? Nếu Viper Delight muốn đánh thì vẫn còn Kalista Renata đánh cánh mạnh hoặc là Lucian Nami. Serakan thì nó sẽ có thêm con Rakan phụ đường cánh cho Na của Yone khi mà hai đường cánh đối phương cũng đang rất khỏe. Đó là Jack và Akali. Nhưng vẫn khóa trước Kai'Sa hợp lý. Serakan đâu nhỉ? Ước mai Gam với T1 đánh 11 giờ đẹp. Ừ, ngày mai hy vọng là Gam với cả T1 sẽ đánh sớm một tí cho khán giả Việt Nam gọi là coi sớm còn đi nghỉ nếu mà anh em có đi làm cuối tuần. Cảm ơn công nhiều nhá. Bạn đang lao vào cũng khá là mệt đấy. Serakan được cặp này được anh em. Dù sao thì cặp này đi đường thì hơi yếu nhưng mà rõ ràng là Kai'Sa đi đường không áp lực đâu. Đây cũng là một đội hình mà Kai'Sa tay nó ngắn à. Hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thì nó vẫn là một con tướng nó sẽ hơi yếu một chút do là cái tăng tiến sức mạnh nó bị phụ thuộc vào đồ. Đánh an toàn đường dưới cho Rakan gọi là swap lên lên cánh trên đi hỗ trợ Yone con Na. Cảm ơn Khang Khang nhá. Chưa phải là nhiều. Một cái chất đội hình đến từ cả hai bên cần rất là nhiều thời gian. Cảm ơn Khang Khang nhiều nhá. Saya cũng cần thời gian. Bên này thì sẽ có một con Alista để cover cho Kai'Sa hoặc là lao vào mở chung nhưng mà có Sejuani rồi có luôn cái là nào. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có đảo đường không anh em? Nếu như cái đội hình này có thì đảo đường không áp lực nào đó nhờ Phoenix để anh ta lên cái mặt nạ đầu. Hôm nay 100% đảo đường và đảo đường đến đâu là thua đến đó anh em ạ. Phía bên kia vẫn có những vị tướng chống chịu là Sejuani và thậm chí nếu như Jack mà anh ta đảo xong một hồi toàn thua thôi với một đội hình hoàn toàn không có sát thương phép á là anh ta sẽ lên team bang. Thực ra mình cũng không cảm nhận được là bên nào có một cái lợi thế quá lớn để bên kia phải đảo đường ấy. Bảo tố nổi dậy đến từ Saya. Nhưng mà nếu mà con Maokai nó sẽ có những chất tướng đảo đường khỏe, ví dụ như là con Jack là con có thể đón lính được. Có Alista, có Sejuani. Nếu mà họ là những người gọi là chủ động đổi đường thì Jack có thể lên thế là hard online ở mid game họ không sao chia kinh nghiệm với xạ thủ sau đó thì dịch chuyển xuống ở tầm level 2. Dù sao thì bên và Jack sẽ có Alista ở level 2 với tình huống gọi là chia kinh nghiệm với đường giữa cho nó xuống. Nửa trên thì hard online rất ưng ý, nửa dưới thì họ bao nhiêu phút đây anh cảm ơn chú rùa nhỏ nhé. Cùng chờ xem hard online thì sẽ làm như thế nào trong đó này. Nếu đảo đường thì mình nghĩ tầm 30 phút. Nếu mà không có đảo đường thì chắc là tầm khán giả của VCS Liên Minh Huyền Thoại chúng ta đến với cặp đấu tiếp 25 theo trong ngày hôm nay giữa Hanwalai và PSG. Chúng ta sẽ được chứng kiến sức Viper mạnh EDG ở đây. LCK. Đúng là như vậy. Hanwalai họ đã có một hành trình hết sức xuất sắc với một phong độ cao để vô địch LCK mùa hè vừa rồi. Trong khi đó thì hôm nay đối thủ của họ sẽ là PSG, hạt giống số 1 của khu vực VCS và liệu rằng ai sẽ là người chiến thắng? Chúng ta sẽ có kết quả ngay sau đây. Nhớ anh em ơi. Cảm ơn An nhiều nhá. Cái độ chênh lệch giữa hai đội nó cũng cao. Cảm ơn An, thank you An rất nhiều. Cặp trận đấu trước đó. Nhưng à, Akali sốc điện Yone quyền năng. Đã thấy được những cái Maokai tăng tốc pha, Gna quyền năng, Jack quyền năng. Liệt của đội dưới thì chúng tôi cũng hy vọng đó chính là BG sẽ có Kai'Sa Saya sẽ là sẵn sàng tấn công và những cái bước đi đầu tiên đến từ cả không gì đặc biệt cả. Quá nhiều cái sự bất ngờ. Liệu có đội hay không tôi nghĩ là Hanwalife Esports đang muốn đảo đường. Hai đội đã lên kèo rồi. Chúng ta sẽ được chứng kiến một kèo đấu giữa một con Yone đối đầu với cả một con bài Akali ở đường giữa. Và trong Hang Life Sport là những người muốn đổi đường bắn này à? Tướng tủ của mình, anh chàng này sẽ cầm theo thiên hướng đó là một cái quyền năng bất diệt đối đầu với một con Akali sấp biện bên phía bên kia đến Betty cũng đổi đường. Và liệu rằng người chơi nào sẽ là người có được kết quả có lợi sau ra được, chúng ta sẽ có. Còn ở đứng trên thì hai người chơi đều sẽ cầm quyền năng bất diệt. Nếu hai bên cùng đổi đường thì sao? Không bên nào có được lợi thế gì cả vì chẳng bên nào mất đi trụ. À, Viper không muốn đổi đường, Viper xuống dưới bot rồi. Viper xuống hẳn dưới khu đường dưới rồi. Liệu rằng sẽ có đổi đường trong ván thi đấu này? Rõ ràng là Half-Life Sport chẳng có lý do gì để họ phải đổi đường, họ không kèo thua ấy. Chính xác hơn là PSG thì bây giờ bên phía ở PSG muốn đảo đường để cho con Kai'Sa với con Alista nó được farm ở level 1 một cách gọi là an toàn. Họ có lợi thế là con Jack có thể TP để tạo ra sự khác biệt về mặt kinh nghiệm cho vị trí của Achu. Cái việc đổi đường này từ bên phía của PSG chưa chắc đã tạo ra một cái lợi thế dành cho họ. Tại vì tôi tin rằng đây chỉ là tình huống đổi đường theo tình huống đến từ bên phía của PSG mà thôi. Tôi lại ngược với anh Chí, tôi nghĩ là sẽ có lợi thế. Bởi vì theo kinh nghiệm đi đường dưới của tôi thì cặp đôi Kai'Sa với Alista sẽ bị rỉa máu liên tục đến. Nó là cặp bot của phía PSG yếu hơn đấy các bạn. Và hơn nữa thì để họ đảo đường này giải quyết cặp bot khó, lấy lợi thế đường trên cho con Jack. Đây có thể sẽ là một ý đồ đến từ bên phía của PSG. Trong khi đó thì với hai người trên đường sao? Cái thế này sao con Jack ở dưới bot rồi? Với bùa đỏ đến từ Phoenix trong khi đó thì Jack nâng E cấp 1 hit kinh nghiệm được ha. Sẽ điểm bùa sạch và sau đó thì đang Doran thì không hit kinh nghiệm được nên là phải xuống băng trụ thôi.
chủ động đứng lại. Hàng còn lại Spurs sẽ băng trụ một con Jack level 2. Doran thì anh ta di chuyển một Woody chưa kinh nghiệm lấy level 2 bấm B về xuống dưới bot nhanh nhá. Phải cái lượng kinh nghiệm nhất định. Như sách giáo khoa rồi. PSG là một đội đảo đường khá là hay ở vòng play-in. Là bên phía của Hàng lại thực hiện pha không chính xác hơn là nhưng mà họ băng trụ họ đảo đường với những đội gọi là giải quyết được áp đối mềm thôi. Còn gặp Hamline Sport là một team họ là master đảo đường. Nhưng khi mà con Akali này bị áp lực về lượng máu thì nó sẽ Hamline Sport không có một tình huống tích wave 3, họ đẩy luôn wave 2 vào anh em ạ. Trong khi đó thì đã có một flip. Họ bung W của Viper với Delay ra để đẩy cái wave thứ hai vào, sau đó thì wave 3 sẽ vào chậm hơn. Sau đó thì để hỗ trợ dành cho Achu. Achu đã có cấp độ 3. Doran dịch chuyển đón tân tốt. Là sẽ không có đến từ bên phía của Hala. Căn bản là không băng trụ mà chỉ là lấy giáp trụ thôi. Hướng tới lạc mạc rừng phía bên trên, trong đó thì Zunzia cũng sẽ đi lên phía trên. Alistar cũng đang đứng xa để cho con Jack nó hít kinh nghiệm một mình. Thay vì chia kinh nghiệm với đối phương. Từ một con bài Alistar hút đi. Nếu mà chia kinh nghiệm với Achu thì sẽ bị một vấn đề là Achu thọt kinh nghiệm hơn so với Doran. Bò thấy bot đối phương không băng trụ thì ra mid một tơn. Được cái là họ kiếm được chỗ farm nhà cho Doran. Cho nên lượng chỉ số lính farm của Doran là tương đối ổn khu vực đầu giữa là sẽ khó chịu phết đấy. Một cái tốc biến ha. Woody bây giờ đang bắt đầu di chuyển lên khu vực đường trên rồi. Jack thì không farm được anh em ạ, bật cái E hết kinh nghiệm thôi. Lộ diện ở và con Jack nó sẽ nhiều kinh nghiệm hơn so với con Gna. Và bây giờ đã có được hai lớp kiên trụ rồi. Vì con Na nó sẽ phải chia kinh nghiệm với đường giữa. Dưới bị bảo rất dễ dàng như này đường trên. Betty đang bị làm choáng, có Woody hỗ trợ sẽ bị chỉ bị cấu rỉa máu mà thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy một cái điểm là Na là vị tướng tay dài. Lời cái gì cho bên phía PSG anh em? 4 so với 5 chỉ số lính. Lời đó là kinh nghiệm dành cho Achu này. Cặp bot của họ kèo khó thì không bị làm khó. Là Kai'Sa vẫn được farm. Và không có cái giá phải trả là gì? Cả hai team, do đó thì Doran đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Ba giáp trụ được dưới nhá. Online thì họ cũng biết được rằng phía dưới đang kéo được rất đông thành viên ở khu vực ở trên. Chính xác là họ có thêm cả Zunzia ở khu vực này để có thể áp lực băng trụ phần của Doran phía bên kia. Nhưng khi mà Phoenix đứng ở đây thì Phoenix đang chưa có cua này, vòng rừng đầu con Maokai Phoenix đang chưa có cua nhá. Phải cover cho Doran một tơn. Doran này sẽ khiến cho nó rất áp lực với CK. Vì Maple vừa mới ăn một phát bắn từ trụ. Con Jack này không được farm em, con Jack này có EP tốt đấy nhưng mà không được farm. Tục Achu bây giờ chỉ còn tầm độ hơn 200 máu mà thôi, hơn 300 máu một chút xíu chứ nhỉ. Ba giáp trụ rồi này. Tạm thời sẽ an toàn dành cho Achu, tuy nhiên anh ta mới chỉ farm được 7 chỉ số lính mà thôi. Rõ ràng là cái việc mà cố gắng để giúp 100% đảo đường Alistar dễ thở ở giai đoạn đầu game. Tuy nhiên, cái nhược điểm đang khiến cho Achu gặp quá nhiều khó khăn và mà đảo đường xong gặp gọi là gặp bố của đảo đường, gặp đúng master đảo đường. Đường giữa thì giải xử lý đảo đường đến Hàn qua này anh em này. Đường dưới thì đang lời lớp giáp trụ. Nửa trên thì mặc dù là bên phía của BC họ có một tình huống chỉ lên khu vực ở trên. Jack 13 CS. Sao không hỗ trợ. Nhưng họ hơn không biết được bao nhiêu kinh nghiệm nhưng mà thua tiền là so gần 300. Lại cặp đôi sao thủ hỗ trợ của Hanwha Lai. Một tình huống đứng cao của Doran, anh ta bot mất 3 giáp trụ. Anh ta đủ nổ để có thể. Điều mà Genji không làm được ở cái chiến thuật gọi là chống đổi đường của họ là gì? Là Genji không ăn được trụ bot. Genji không ăn được trụ bot sớm anh em nhé. Họ bất trụ một tập vào đồ đường giữa với Weibo á. Trước đó mà Genji tạo ra. Và quan trọng là con Saya này không. Thì để xem cái cách mà bên phía của Hang Live Sport họ xử lý nó có khác Genji hay không. Quan tâm tới những con sâu trong đó thì Achu bây giờ. Tức là theo đúng kịch bản á. Một là Hanwha họ sẽ ăn cái trụ bot này rất sớm này anh em này. Có thể là can thiệp vào nó trụ một tập bản đồ và nó mở một cái cặp bot đi lên cánh trên rất là sớm. Lợi dành cho Hanwha bởi vì Hanwha bây giờ nếu như rắc xuống đường dưới thì con bài Na này sẽ có cấp độ 6 để chuẩn bị đánh sâu. Còn nếu như mà anh ta chạy đường trên thì sẽ có trụ đầu tiên dành cho Hanwha Sport. Đây là bài toán mà PNG ngay lập tức phải giải sau tiếng này và quyết định của Achu dịch chuyển thẳng xuống đường dưới. Một bất lợi của Hang Live Sport là họ không tính được cái pha di chuyển của Alistar từ đường dưới ra đường giữa, mất cái tốc biến của JK nhưng mà không thể là tác động không quá ảnh hưởng so với cả Doran với việc mà anh chàng này sắp cấp độ. Sâu này thì sao? Sẽ hơi khó dành cho bên phía của Hang Live trong việc là sâu này JK đang mất dạng nhưng mà JK vừa có một turn reset lấy dây cuồng nộ. Là sẽ có một turn đẩy trước cho Maple với một con Akali cấp độ 6. Trong khi đó khu vực nữa trên thì PSG cũng đang kiểm soát 3 sâu trên. Có những cái động thái tiến ra nhẹ nhẹ từ bên phía của sẽ có sâu cho bên phía của PSG Talon để câu thời gian mà thôi. Hanwha Lai thứ họ cần ở Hanwha Lai Sport đang muốn farm để Na của Doran có thể tiếp tục farm tiếp tích nộ tính sau. Bot Viper tiếp tục được farm ở đây. Cũng không là đẹp. Đúng là như vậy và hơn nữa thì cái thời điểm mà Yone không tốc biến quyết định bỏ đến từ phía Hanwha Lai Sport. Khi mà Doran chưa có được bỏ 3 sâu và như vậy 3 con sâu thì thực ra Jack với Akali đẩy lẻ với 3 sâu cũng khỏe đấy nhá. Còn trong khi đó thì Maokai của Phoenix anh ta đang muốn bỏ 3 sâu để ăn rồng không nhỉ? Để có thể can thiệp vào cái khu vực đường dưới này trang đây hay là nhắm tới con rồng.
rõ ràng là Zeka. Với việc anh chàng này đã mất đi một cái tốc biến từ trước đó thì cần có sự hỗ trợ của người trên rừng. Và hơn nữa, pha này để xem bên phía của Peanut xử lý như thế nào anh em nhé. Bởi vì hiện tại Peanut đang bắt đầu bị thua kinh nghiệm so với con Sejuani vì không ăn được sâu ấy. Vòng rừng 1 cũng không ăn được cua. Vì vòng rừng 1 Peanut không ăn được cua nên là mất thêm sâu nữa thì nó sẽ tạo ra một cái chênh lệch kinh nghiệm cũng tương đối. Vài cái thế trận. Chỉ là 3 đường của Hawkeye Spot vẫn ok á, nên là con Mauka này nó không bị áp lực là phải đi ganh. Sẽ phải đứng cao ở dịp này và nhìn anh ta rón rén để có thể hít một vài lượng chỉ số lính nhất định. Lại càng khiến cho Achu sẽ bị thọt hơn ở trong khoảng giây tiếp theo của ván đấu. Venus đang có mặt ở khu vực này, còn Dila là người lấp khoảng trống ở khu vực đường giữa. Hai bên đang có những cái bước đi và Hawkeye vẫn đang gọi là giữ được form đội hình. Áp lực để ăn trụ bot này các bạn ơi, Hawkeye Spot đang muốn ăn trụ. Yone đẩy trước một tên với sự hỗ trợ đến từ Rakan, sau đó bắt đầu triển khai một pha áp lực xuống cánh dưới. Đây liệu rằng có phải tình huống giao tranh diễn ra hay không? Zeka không có tốc biến, húc trượt, Junjia húc trượt nhưng mà sau đó thì Bola vẫn trúng, thế thì đi Zeka rồi. Có dành cho bên phía của PSG. Sức mạnh của BSG ở điểm hiện tại chắc chắn là khả năng dồn sát thương một mục tiêu và ZK đã phải nếm trải điều đó. Mạng chiến công đầu lại dành cho Betty ạ. Ồ. Cái tốc biến được tham từng giây đến từ bên phía của ZK đã giúp cho bên phía của PSG có được cái chiến công đầu ở đây. Rõ ràng là bên phía của PSG họ tham minh được tình huống đó và họ bắt vào người của ZK hoàn toàn chính xác để có thể sẽ có được chiến công đầu dành cho ai đây? Dành cho Betty, một người chơi rất cần tiền ở thời điểm này. Ngay lập tức là những lợi thế dành cho đó cũng là một tiền để giúp ba khu vực đường ở bên phía PSG Talon. Akali, Kai'Sa, Sejuani đang khỏe. Chỉ có Doran là người được hưởng lợi với con Jack không được farm thôi. Doran thì farm được khá là nhiều. Con Jack của Achu thì đang bị đuối farm hơn trông thấy, thua tầm 800. Nhưng đây là cái lane duy nhất mà bên phía Hawkeye Spot gọi là đang có lợi thế anh em nhé. Được kết lượng người đó vào người của Betty luôn. Một trong đôi việc cho bên phía của BG và con rồng này vẫn đang là một con rồng. Đổi đường thì 9 phút có một mạng thì nó cũng phải gọi là chấp nhận thôi anh em. Trong tay Doran đang đẩy được ở khu vực đường trên và anh ta đang bắt đầu muốn di chuyển dọc sông. Như vậy là nhìn thấy người chân rừng của PSG Talon. Trong khi đó, đây là thời điểm mà Hawkeye Spot họ chưa tận dụng được cái thời điểm mà đối phương đã không có chiêu cuối sau khi khai thác mạng của ZK. Và từ đó thì thế trận đang bắt đầu diễn ra một cách chậm rãi hơn. Và chúng ta hy vọng rằng cả hai team sẽ va vào nhiều hơn trong những tình huống tiếp theo khi đây là sâu 2 thì sao? Sâu 2 bên phía Hawkeye Spot họ sẽ có đầy đủ spell anh em nhé. Một mạng duy nhất dành cho xạ thủ của PSG. Họ sẽ có đầy đủ spell, còn bên phía bên kia thì mất cái tốc biến của Udi. Đòi hỏi họ va nhau tầm này cũng sẽ hơi khó. Một cái tốc biến của Udi với một con Alistar sau level 6 chắc cũng không quá quan trọng. Tức là PSG có thể đánh lấy 6 sâu để có rác để lẻ nhá. Nhú nhảy 2 nhịp được không? Nó đã hết e rồi à? Tốc biến lên làm choáng giữ chơi thành công, tốc biến 2 nhịp. Và đó là ồ, thật có vẻ là có thể nguy hiểm cho Peanut đấy nhá. Tốc biến hạt thông không, thông tốc biến còn tốc biến theo luôn, đánh rất căng đến từ Junjia với W2 lượt vẫn có mạng nhưng trả mạng cho Viper là cái chắc ở đây rồi. Con đã hết e rồi à? Sẽ được nhường thành công cho Viper, tổng cộng là 2-1 trong pha trận đấu vừa rồi. Đúng là như vậy, 2-1 và Viper là người đẩy ở khu vực đường dưới và sau đó di chuyển cùng về với cả Delay và từ đó kịp thời tham gia giao tranh để có thể gỡ được một mạng. Nếu không có mạng dành cho Viper ở pha thiếu này thì Hawkeye lỗ lắm luôn. Hawkeye đã bị lỗ rồi nhá. Điểm là PSG họ xử lý cực kỳ. Doran đang đánh rất là xanh, một con Na đứng trên được free farm nhưng mà hơi tiếc một chút là cái vùng gọi là cái bờ mẻ của cái vùng địa hình đó. Và từ đó thì đối phương không có tầm nhìn, Doran không nhìn thấy Junjia phản đối vừa rồi và ta tấp biến qua tường và đối phương đã chờ sẵn anh chàng đứng trên của Hawkeye Spot ở cái khu vực đó. Và từ đó thì PSG họ đã có một pha sâu lượt 2 này căng nhờ. Sâu lượt 2 này cũng chip A9 luôn anh em. Chỉ có những người đi được vào những cái khe nhạy cảm đó thì mới có thể lòn qua được và đâm sâu vào đội hình của Hawkeye. Đó là thứ mà Junjia vừa làm được ở trong pha vừa rồi. Và bây giờ PSG họ đang kiểm soát 3 con sâu tiếp theo của ván đấu. Các thành viên của Hawkeye vẫn đang bất lực hoàn toàn. 6 sâu luôn à. Vừa mới biến về. Anh ta cũng không chủ động dùng dịch chuyển để có thể can thiệp cùng với những đồng đội và kết quả là 6 sâu dành cho Jack cùng với Akali đường cánh. Sẽ có và Hawkeye. Mặc dù Jack không xanh lắm. Họ đang gọi là muốn né giao tranh nhiều nhất có thể thời điểm này. Rõ ràng là như vậy. Thế thì cũng hơi căng nha. Là thứ mà có thể sẽ có dành cho PSG. Trong khi đó Hawkeye Spot không gỡ được một con rồng ở cánh dưới nào cả. Can thiệp vào hang sứ giả là quá mạo hiểm dành cho các thành viên của Hawkeye Spot. Và từ đó thì PMC mặc dù họ không có lợi thế về tiền, tỷ số hiện tại là 3-1 bởi vì Ham Viper đã có quá nhiều lớp kim trụ đứng dưới này. Tuy nhiên 6 sâu là thứ mà bên phía của PMC họ có và chưa có bất cứ một đội tuyển nào có được con rồng đầu tiên của ván thi đấu này. Căng nhà, căng nhà, PSG đánh căng nha. PSG đang đánh chiêu chiêu thôi nhưng mà họ cũng kiểm soát mục tiêu rất là tốt đấy anh em ạ.
được coi là đồng đều hơn khi mà cặp đôi dưới của hai bên gặp nhau. Bắt được Achu không tốc biến. Có Sejuani Bola băng hàn, có dịch chuyển bọc đầu khó rồi, hai cái tốc biến này là khó rồi. Có dịch chuyển đến từ JK với cú đặt mệnh trúng và sau đó thì liệu rằng đủ đam hay không? Đủ đam. Thoát khỏi tầm tấn công của Maple, nhưng Maple vẫn đang rất một đổi một. Không có tầm tấn công một đổi một, nhưng mà con rồng này thì sao nhở? Kết quả là một đổi một ở khu vực phía dưới, một đổi một ở khu vực đường dưới này, và rõ ràng hai team đang va đập vào nhau nhiều hơn. Đó là thứ mà chúng ta cần ở thời điểm hiện tại. Còn nếu như nhìn qua về phép bổ trợ thì rõ ràng ở thời điểm này Maple vẫn còn tốc biến, trong khi đó thì ba người ở mảng trên của Halai Sport là top mid rừng thì đều đang. Cảm ơn Lâm nhé, thank you Lâm nhé. Rõ ràng thế trận này không nhanh được đâu Lâm ơi. Thế trận này là không nhanh được đâu Lâm à. Thế trận này là thế trận đang rất căng á. Bây giờ đánh vội một pha mà thua là cũng đỡ. Khi Viper đã có 140 chỉ số lính, với việc mà anh chàng này có thêm một điểm phản công nữa và có được nhiều lớp kiên trụ ở khu vực đường dưới, thì đây là thời điểm mà chắc chắn rồi cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ của Halai Sport phải gỡ gạc lại cho những người đồng đội của mình. Để cần phải đợi Viper, tôi nghĩ rằng là phải tầm 2 đô rưỡi 3 đô may ra mới có được cái tiếng nói dành cho xạ thủ. Saya hiện tại của Viper đang farm ổn, có một mạng cho họ câu thời gian thêm, đang là người gọi là ổn nhất trong đội bên phía của Hawkeye Sport. Họ đã mất đi 6 sao rồi. JK vẫn có thể có được chung một tà bản đồ dành cho Hawkeye Sport. Ok, một trụ sau đó thì bị 3 phát bắn từ trụ, nhưng mà Maple phía bên kia không có chiêu cuối, cho nên việc can thiệp để có thể ngăn cản JK cũng là không thể từ bên phía. Tôi cảm giác 6 sao PSG ván này cũng chưa chắc đã thực dụng được. Vẫn thành công trong việc khai thác được trụ đầu. Đúng là như vậy, họ đã có được cái kiểu và nâng cao cái lượng. Jack hiện tại đang farm có 66 CS, mặc dù là Doran đã chết một mạng nhưng mà con Jack hai mạng này vẫn còn đang thua tới 300 tiền anh em. Chưa kể là con Akali để nó chạm trụ thì cũng hơi khó. Yone khỏe. Anh ta đẩy sau một quay lính ở đường giữa tạo ra. Yone vẫn đang có được một mạng và có tiền từ trụ nữa. 13 phút 14 phút mới ăn được một rồng thì áp lực linh hồn rồng đến rất trễ. Chưa hồi nữa. Từ đó thì thế cho nên là cũng không bị áp lực linh hồn rồng sớm. Khả năng đánh về lâu về dài của Hawkeye Sport mình nghĩ sẽ tốt hơn. Ta lùi về thành công ở khu vực đường giữa. Một rồng cộng với 6 sau dành cho bên phía của BC, nhưng mà tiền thì Hawkeye vẫn đang hơn. Họ đang kiểm soát vào 7 kim. Đánh một hồi là Hawkeye Sport 3 đường của họ đều ổn rồi đấy anh em này. Ba đường của họ đã có thể gọi là comeback rất ổn. Doran đang khởi động sứ giả, anh ta đang muốn tích nộ vào pha này rồi. Bên lên economy snapshot này là một cái biểu đồ rất ổn cho ba lane của Half-Life. Đang chưa đủ sức và đã dựng ra một nhịp. Đối phương có 6 sâu và đối phương sẽ muốn 6 sâu cùng với sứ giả đó. Làm chúa nhẫn ở trong game này à. Đánh rất nhẫn nhục từ nãy đến giờ. Thua spell đến từ phía Half-Life Sport là trông thấy ở đây, họ bị thua cái tốc biến của JK. Tốc biến Phoenix có thể hồi nhưng mà JK sẽ nói là tôi sẽ cầm cái tốc biến thiếu hụt của tôi để một Akali. Anh em muốn đánh bốn cánh trên. Họ hiểu điều này, họ rất muốn bắt JK và để xem là Viper bây giờ anh ta đã cấu rỉa máu vào người của Betty. Betty mất phần 3 cây rồi. Và đây là thời điểm mà có vẻ như có cửa đánh sứ giả không? Sẽ nhắm tới con cua trước rồi sau đó muốn tiến tới con sứ giả sau. Mất Na khổng lồ bởi Dora. Cái thế đường dưới của JK với Maple cũng chưa biết đâu một lần. Vì cả hai đều không có TP. Lao vào không thành công. Liệu rằng có một ai đó bỏ đường dưới để lên cánh trên hay không? Có vẻ JK đang nói là tôi sẽ cùng với đồng đội của tôi teamfight. Akali của Maple bắt đầu đi bộ theo. Nhưng mà nhịp này là nhịp mà Maple đi sau so với JK tầm 5 giây rồi. 5 giây này liệu rằng có đủ để bên phía của PSG làm một cái gì đó đặc biệt hay không? Cạnh tranh trừng phạt, Phoenix mất quy rồi. Phoenix mất quy thì Bola băng hàn vào, sau đó thì trừng phạt tốt đến Phoenix, sau đó thì dồn sát thương Sejuani, Seju yếu. Đặt mệnh tới, Maple tới hơi trễ một tí, sát chiêu hoàn hảo cũng trễ luôn, Viper E flat. Chụp cuối đẹp đến Doran, tàn vỡ rồi. Vẫn là Hawkeye Sport với khả năng giao tranh của họ mà thôi. Nice, triple kill dành cho Doran. Thế trận được mở ra thuộc và sau đó sẽ là một tình huống thả sứ giả để có thể ăn trụ mid đến từ Phoenix mà thôi. Game đấu đã được mở ra trên phía Half-Life Sport. Phoenix ra đường giữa để lấy luôn cái trụ đầu tiên ở đường giữa này. Một tình huống giao tranh có thể thậm chí là delay hook thêm một cú nữa vào trụ 2. Không có quá nhiều sâu hư không nhưng họ vẫn là những người có được khả năng đẩy cánh ok, họ vẫn có được những tình huống giao tranh ok.
Và tôi nếu tôi nhìn rõ hơn, một cú win gọi là win rất lớn cho bên phía Hao Lai Sport. Doran còn cái tốc biến, Doran na tí nị sắp hóa na khổng lồ. Không chiêu cuối đến từ Maple. Có thực sự là đủ đam hay không ấy nhỉ? Doran đứt hơi ẩu nha em nhé. Không vấn đề gì. Maple TP tốc biến xong chết. Có thực sự là ổn không? Thua thắng không được thua cho nhanh à? Một nhịp gọi là vít ga của Hao Lai. Họ bỏ xa Luka Bizzy đằng sau. Thắng không được thì tôi thua cho nó nhanh. Ừ, cảm ơn các bạn luôn. Rất cảm ơn các bạn, lúc này đã quá trễ rồi. Viper trước khi mà anh ta nằm xuống cũng đã xoay sở cực kỳ tốt với chiêu cuối kết hợp với cái triệu hồi lông vũ và cả cái tốc biến của mình để giữ chân Maple lại. Bởi vì nếu như Maple đánh một đồn hai đường đơn của Hawkeye Sport, họ gác gần 2k tiền so với các vị trí phía bên kia mà. Nó sẽ gọi là thảm họa dành cho Hawkeye Sport. Bây giờ thì Hawkeye Sport bỗng dưng sau một pha giao tranh, họ đang hơn đối phương là 4k tiền. 4k, một con sứ giả ăn được tới một trụ và thêm một cú hút vào trụ 2. 14 phút mới ăn một rồng thì bên phía PSG sẽ phải trông cậy vào linh hồn rồng ở thời điểm phút thứ bao nhiêu. Nó là quá lâu. Dùng 10 năm để mài kiếm và họ đâm kiếm đúng một lần một để có thể có được. JK là người đi trước tầm 5 giây so với Maple thôi. Gọi là cái tư duy và tiếp cận đúng thời điểm mà đồng đội đang chuẩn bị phát động team fight. Hao Lai đang gọi là có được cái lợi thế khổng lồ trước bên phía của PSG, họ bắt đầu set up thế để có thể đẩy vào các công trình của đối phương. Cua dành cho bên phía của Hao Lai. Và để xem là Junjia anh ta sẽ có thể. Khúc này 1 phút nữa ra mục tiêu rồi nhá, không boom spell, không boom skill ở đây nhá. Khúc này các bạn thấy là họ không đánh nhau đâu các bạn. Họ chỉ cắm mắt họ xem là về lượng tài chính. Đường trên chênh nhau 1900 tiền. Cái thế ở mục tiêu nó như thế nào thôi chứ không có bung kỹ năng. Và đây là hai người chơi đường đơn đang cực kỳ khỏe của Hao Lai Sport. Và tạm thời thì Maple đang bị đẩy lui về một nhịp. Maple múa cũng rất là. Các bạn thấy bên phía PSG bây giờ 6 sâu này nó không áp dụng được trong cái chiến thuật đẩy lẻ của họ. Và tạm thời sau khoảng tầm 19 phút thi đấu thì bên phía của PSG chưa tận dụng. Nó là những con sâu để hạn chế khả năng đẩy lẻ của Hanwha thôi. Chỉ vì một pha giao tranh duy nhất mà bên. Tất nhiên là 6 sâu này sẽ có tác dụng trong việc là nếu mà team fight win á thì họ sẽ có thể ăn được rất là nhiều trụ. Nếu mà xét về nhưng vấn đề để mà team fight win thì nó lại là vấn đề khó. Do là các cái đường đẩy cao, đường cánh với Yone, với cả Na thì nó sẽ có những pha TP bọc sau hoặc là nó sẽ có những quả là đây, cầm gần này nộ con Na xong tạt bên hông thì đúng là nhìn con rồng này nó quá nổ hốp cho PSG luôn đấy. Và tưởng tượng con Na nó đẩy đến cái tầm con Na đẩy đến tầm này xong nó đi từ cái khu vực này vào mùa xanh xong nó vòng ra phía sau con cái xa với còn Yone nữa thì không cách nào đánh được ấy. Chung với nhau rất là khỏe. Đứng từ vị trí này là thằng ngợp rồi. Nó đẩy được cái bot đứng vị trí bụi cỏ chạc 3 các bạn. Chất tướng ở là cái thế team fight rồng là rất là khó cho phía PSG luôn. Nếu như muốn đánh một cách chuẩn xác thì họ có thể để rắc đẩy lẻ ca nhường tốt, họ đã có một con rồng làm vốn rồi. Một nhịp ăn rồng và JK quyết định reset với một cái nỏ từ thủ đồ 2 để đánh cánh yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Và khi mà Rakan đã trở lại cánh trên, khi mà Maokai đã vòng ra được phía sau thì nó quá khó cho Betty và cả Junjia đi chạy thôi anh em ơi, chạy. Junjia còn quy. Bị khép góc bởi một con Maokai của Phoenix và thế là mất trụ 2 rồi. Sayanavori bật W để bắn trụ thế thì trừ một cái trụ của PSG đây là những tình huống gọi là A macro anh em nhé. Đang là những cái pha chỉ cần đi bộ là có mục tiêu. Được hình thành chỉ cần đẩy cao Waybot là có rồng. Họ đang áp đảo về mặt thế trận, đang bóp nghẹt từ PSG. Ăn xong rồng vòng ra đường giữa có thêm cái trụ. Không mất trụ tốt nha anh em nhé. Không mất tốc biến chiêu cuối gì của Yone luôn á. Những cái bước di chuyển nó giúp bên phía Hao Lai Sport lấy những cái lợi thế nó tương đối đơn giản. Xa hơn bao giờ hết. ZK cấp độ 13 đang đối đầu với Maple. Lúc này thì Junjia đang bắt buộc phải làm một cái gì đó đặc biệt khi mà các team các lane đang đều bị gặp khó. Xây ra hai đồ rưỡi. Hình như là ta vừa ngửi được khó luôn. Trong pha vừa rồi cho nên chỉ dùng bật máy quét thấy phòng đến từ xa và có được sự an toàn khu vực. Check từng cái bụi một. Không có mục tiêu nào. Thì hai bên đánh farm một cách hòa bình. Để sẵn tay nút R nếu mà có Bola quăng ra một cái R chạy luôn. Thì bên phía của BC lại là đội bắt đánh kỹ thế này thì khó cho phía PSG rồi anh em. Về đối tượng so với đối phương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi kéo về sau ngưỡng sức mạnh của Seiya hình thành trong giai đoạn tổng rõ ràng là có được một cái sức nặng nhìn hơn một tí so với một con Kai'Sa. Nói chung là PSG A macro bắt nạt mấy ông quay cạc hoặc là mấy ông play in thôi. Chứ đến cái vòng này là khó mà anh em. Đưa đối phương tiến ra Baron và tạo ra một cái thế để cho Phoenix anh ta có thể tung một cái cửa lực thiên nhiên và đến cái vòng thị sĩ này gặp mấy ông Hanwha Lightsport ông macro ghê bỏ xứ được. Khi mà con Na này có thể tích nộ được đẹp. Còn khu vực này Yone có gươm xi vong chặt nửa cây Seju nhưng dính Bola và không R kịp. JK phản xạ hơi chậm tay một tí. JK nằm xuống hai cục chấm dứt.
Bên phía bên này cũng có đánh nhau, Jack lao xuống với cú phản công và ép được một cái bão tốt nổi dậy. NaTP ra trụ với lượng nộ đang không có. ZK lại trôn rồi. Không, Baron này ăn không được đâu các bạn. Cái khúc này là cái khúc chỉ bung chiêu cuối thôi anh em nhé, không nên bung spell ấy. Nhưng ít nhất một điểm sắp đao dành cho Maple sẽ giúp cho anh chàng này chạy trang bị để có thể ám sát Viper dễ dàng. Bên phía hơn. Của PSG họ bung chiêu cuối họ bắt được một con. Các bạn bắt con Yone, các bạn tốn hai cái chiêu cuối mid rừng đúng không? Còn 3 con bắt, do đó thì tôi sẽ ăn Baron. Cắm mắt phát hiện ra. Doran lao lên. Doran W, Doran chôn. Doran còn cái Starak, Doran còn Flash. Junzia về, Baron cho Hawalai khuyến mại thêm một rách nữa thôi. Q3 đoạt mệnh. ZK có mạng. Cú côn Baron khi mà Seju hết máu đi về. Dam của họ là đủ. Họ nghĩ là họ đủ dam và đúng là họ đủ dam. Seiya 2 đồ rưỡi. Một tình huống côn Baron thuộc sự tuyệt vời của Hawalai Sports. Họ có hack thể luôn cảm em nhận ạ. Được là đối phương, người trên rừng của PNC đã lùi về ở pha thi đấu vừa rồi. Do là Junzia đã mất đi một cú côn nhỏ sau một cái nhịp mà anh ta gãy cái này gọi là đậm chất Phoenix à. Và từ đó thì họ đã có được một con Baron thành công. Mình nghĩ tỷ lệ rất cao là Phoenix là người côn cú này anh em nhé. Lượng tiền tranh nhau là rất lớn rồi, sau cái trụ này là hơn 8k tiền. Là PNC cảm giác là đúng kiểu là... mình vừa giết thằng mid nó xong rồi nhỉ. Mình vừa lấy được tốc biến thanh tẩy với cả AD nó mất cả R rồi nhỉ. Xong rồi tự nhiên sao mình mất Baron ta? Nó có cái gì đó thực sự là không đúng ở đây. Đến từ đường giữa của Han Walai. Khởi đầu bằng tình huống rất tốt của Doran. Và sau đó anh ta còn câu cho đối phương nhảy xuống. Ủa sao ta? Sao mình vừa bắt thằng mid nó xong. Mình thấy mình đánh cũng hay mà ta sao thua ta? Đó họ rút về, thậm chí là có luôn cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên nữa. Bây giờ thì cảm ơn Z nhá, thank you Z nhiều nhá. Đường dưới này PSG họ cái lá thăm này là lá thăm của nhưng nó đã qua đi một cách nhanh chóng. Của Gam đó các bạn, nó cũng có thể là lá thăm của Gam đó. Và từ đó đường về của nhưng mà lá thăm gọi tên PSG thì gặp Hang Live Sport thì thôi thì coi như lãnh nhận một dao ở round 1 thôi. Nhưng chỉ mới có 3 người đây thôi, họ bắt đầu lùi về một nhịp. Tốc biến đầu tư từ ZK. Anh ta cũng đã xuất hồng đi quay lại. Q3 R 3 người đến từ ZK. Rakan RW 3 người đến từ vị trí của Delay. Thôi 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 thôi. Nó nên là như vậy thôi. Cánh én không làm nên mùa xuân. Vì mùa xuân viên bên kia thuộc về ZK chip một kill cho Viper. Nhưng rõ ràng diễn viên chính, nhân vật chính vẫn là ZK. Đúng là như vậy, một tình huống gom không thể nào tuyệt vời hơn đến từ hãy nhìn cách Hang Live Sport đánh team fight để hiểu cái lý do vì sao họ vô địch FCK anh em nhé. Kết hợp với cả một cái bộ pha tập tốc nữa, tiếp tục là một nhịp hất tung 3 người của D-Line nữa. Đỉnh cao lên mình thoại thế giới anh em ạ. Viper là quá đơn giản, anh ta đứng ngoài ha, đánh quả team fight nhìn nó đúng. Sau đó đẩy cao lính đúng hợp luôn anh em. Và để cho đánh quả team fight mà những kỹ năng AOE của họ toàn là 3 người thế thì khó. Thứ hai ở đường dưới. Lượng tiền tranh nhau là 10k rồi và sau cái trụ này là hơn 10k. Bất lực hoàn toàn bởi PNG. Early cũng gọi là ngang ngang tí, xong rồi Hang Live Sport họ A macro tầm vài trụ rồi là họ bắt đầu họ bước lên, họ end game với cái tốc độ đó quá là chóng mặt. Trước vị vua mang tên ZK, những đường kiếm quá sắc nét. Liệu là một một của ZK chăng đây? Quy Q2, Q3 cái R. Oh my và God. Cả đội hình của xong hãy nhìn cách delay. Một tiếng gom với cái R flash W cái Viper đi cổng công nghệ vòng ra phía sau bắn cả vào tanker đối phương bắn hết tất cả luôn. Maple cố gắng kéo theo mạng của ZK nhưng đó là tất cả những gì mà Maple làm được ở pha thi đấu này. Và đó là một tình huống mà Live Sport làm gọi đội hình của PSG. Và sau đó thì họ đang bắt đầu về nhà mua trang bị chuẩn bị cho một đợt tiến công tiếp theo. Nó là ngợp luôn anh em ạ. Quá ngợp luôn. Nhưng mà Doran anh ta đánh quá cẩn trọng, khu vực không có tầm nhìn, không đi vội. Baron thì lúc này đã hết thời gian rồi. Và cách biệt về tiền là con số hơn 10.000 tiền cho bên phía của Hangar Sport. Họ có thể đánh chiêu chiêu chờ đến thời điểm Baron 2 để end game cho nó chắc. Hoặc họ sẽ băng trụ để end game. Họ sẽ băng trụ để end game anh em nhé. Net đang bắt đầu muốn ngăn cản hút đi bọc hậu phía sau. Trong khi đó thì lính đang tràn lên ở hai cửa. Và rõ ràng một điểm là với Hangar Sport họ không có bù lại Baron ở trong tiếng này. Đó thì an toàn đến từ phía Hang Live Sport. Đó, nếu mà đánh default mà không đổi đường ấy các bạn thì nó sẽ tầm 25 đến 27 phút.
mua mắt để kiểm soát Baron chăng? Baron thì cầm tầm khoảng 2 phút nữa. Cảm ơn cô Mi Béo nhé. Hình như là giờ thì không ai đầu hàng nữa đâu bạn. Howlite Sport họ đang muốn kiểu có được cũng không, có được cũng không nên đấy. Để dụ đối phương ra một cách dễ dàng hơn trong việc là công phá những tới những cái. Default thì 25 đến 27 phút. Còn nếu mà đánh đỏ đường như này thì nó sẽ tầm 30 phút. Ở khu vực mảnh đường trên và tìm kiếm những con bò lạc mang tên BSG. Một thành viên nào đó. Bởi vì Baron tầm thời điểm phút 27 là Baron endgame được anh em ạ. Lúc đó các bạn sẽ có tầm 3 đồ. Đi vào những cái vùng tối vô cùng ma thuật của Howlite tạo ra. Cảm ơn dấu tên nhá, thank you dấu tên nhiều nhá. Nhưng đối thủ của họ hôm nay là quá mạnh. Howlite Sport chỉ cần một combat quanh con sứ giả khe nước thôi. Họ đã mở ra thế trận dành cho họ rồi. Và đây là thời điểm mà Howlite Sport họ là người làm chủ cuộc chơi. Trong khi đó thì PSG họ cần phải cố gắng phòng thủ thêm một chút nữa và chờ đợi sai lầm đến từ đối phương. Đến cái vòng mà những cái đội có 2 trận thắng hoặc là 2 trận thua nó sẽ là BO3 anh em nhé. Đối thủ đang có cực kỳ nhiều đồ thời điểm này. Thậm chí là Viper đã có 3 món trang bị lớn rồi. Là nhóm những cái đội 2-0 đánh với nhau hoặc là nhóm những cái đội 0-2 đánh với nhau hoặc là nhóm những cái đội 2-1 hoặc là 1-2 đánh với nhau á. Trong khi đó thì Zeka cũng đã có được 3 món. Nó sẽ là BO3. Cái lượng sát thương đến từ một con Yone ở thời điểm này là không thể xem thường. Rồi, giờ sẽ chờ xem là bên phía của Howlite kết thúc ván đấu như thế nào mà thôi. Chứ PSG tập này cũng khó. Chiêu chiêu thì Baron 2 rồi em thôi anh em, 30 giây nữa Baron ra rồi này. Tôi rất là thích cái cách. Cái thế này là cái thế mà bên phía Howlite Sport sẽ cắm mắt để bắt lẻ với những cú dịch chuyển đến từ Doran cùng với JK. Giải quyết hoàn toàn khiến cho đối phương đã phá mắt. Doran đang có na khổng lồ nhưng mà sắp hết nạ hạn rồi. Sắp hạ na khổng lồ rồi. Doran na tí nị lấy đam ha. Akali chết trong bóng khói luôn rồi mà. Ao đồ. Một bài hạ gục đầu tiên đã có dành cho JK. Tốc biến hất tung 5 người cũng thế thôi, đi à, khó đi rồi. Tốc biến W đến từ vị trí của Venus và sau đó thì đấm chân Gia, chân Gia tốc biến đi. Xuất hồn R theo chọc Q1 tiếp cận ở đây là gì? Q2. Ờ không kịp Q3 rồi. Tốc biến đánh tay, Q đánh tay và Doran có mạng. Betty solo 1-1 thích thì chơi, tôi còn Strax, tôi còn na khổng lồ. À ta muốn tìm kiếm vào Betty. Hello. Đang vội. Từ không cho Betty về là win rồi đâu ra, không cần phải solo thắng nhé. Solo không biết có thắng hay không nhưng mà chắc chắn sẽ chiến thắng mà không 28 cần Baron của Howlite. 28 như phút. Vậy hạt giống số 1 của khu vực LCK đã có được chiến thắng đầu tiên ở chung kết thế giới năm 2024 năm nay. Ok, cảm ơn Howlite Sport, cảm ơn các bạn. Hạt giống số 1 LCK đúng là không làm anh em thất vọng. Họ đã có một chiến thắng gọi là áp đảo sau 28 phút với cách biệt là con số nó là 15.000 tiền. Đã có những nỗ lực đổi đường để kéo dài ván đấu thêm tầm 2-3 phút của PSG nhưng nó là tất cả những gì họ có thể làm được mà thôi. Xem Gao đánh sớm. Nó đánh tầm 50 phút là cũng hơi mệt rồi.